Chào tất cả mọi người. Hôm nay em tiếp tục làm clip giới thiệu với mọi người một số cần câu giá rẻ nha. Đây toàn bộ là hàng Nhật bãi nha mọi người. Cần là cần 2 khúc dài 1m65. Toàn bộ là cán gỗ nè. Bát inox nè. Khoen của nó là khoen sắt nha. Đọt của nó thì lúc nãy em vừa đo xong là đọt của nó tầm 2 ly 2. Khoen sắt. Cần này mọi người có thể câu vặt này, câu tôm vân vân. Cần rất là đẹp. Cán gỗ bát vặn inox. Khoen này mọi người có thể để y vậy xài, hoặc là mọi người có thể về mình thay khoen lại mình xài nha. Khoen này là khoen nguyên bản, hàng bãi về, hàng về sao bán vậy đó. Nó giống nhau hết, nó chỉ khác màu thôi. 2 khúc đặt ruột 1m65. Và đây là máy China nha. Hàng China xuất Nhật. Size của nó tầm 1.000 tới 2.000 nha. Tất cả là hàng đổi tay được, mô bin sóng đổi tay được hết. Thì clip này em bán nguyên một bộ cần và máy là 200 một bộ nha, 200k một bộ. Ship hàng toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ em qua số điện thoại 0932455407 hoặc để lại số điện thoại nha. Bên em sẽ liên lạc chốt hàng cho các bác. Em cảm ơn ạ.